Mizu cả nhà đi, Mizu đi. Mizu, mi gió đi, con mi gió. Nha. Hôm nay bé học chưa được mẹ cho ăn bánh canh gà. Con chào cả nhà đi. Giỏi quá. Con nói nè. Chào. Chào. Ông. Bà. Cô. Cô. Chú. Giỏi. Bánh canh gà mẹ làm, bánh canh tươi Thảo làm ở nhà luôn. Nò. Nò à? Tự ăn một mình luôn á. Ê. Ăn xong rồi mẹ cho ra giường đá banh ha. Ok. Trời ơi, bà nội về nịnh bà nội ghê luôn á. Nếm. Nội ơi, nội. Ôi đi. Anh biết không? Nãy giờ đợi bà nội đi đặng nếm tay ông ơi. Kìa, nếm tay bà nội, nhanh lên. Điện thoại. Wait. Giờ đưa bà nội đi qua nhà mấy người bạn. Đây con cầm này cho. Xe ở đâu? Dẫn bà nội đi đường nào? Đi. Qua chưa? Qua chưa? Xe hơi đó, qua chưa? Ảnh bây giờ nói chữ chưa chưa không à? Bữa nay có bà nội ha. Đuổi Thảo lên phía trước ngồi, không cho Thảo ngồi. Muốn ngồi với bà nội chứ. Ghê thiệt á, nịnh ghê gớm. Nhớ nha, bà mốt của bà nội á, đừng có kéo mẹ xuống nó ngồi nha. Mẹ nói rồi, đi theo bà nội đi nha. Đuổi luôn á, chỉ định á là phải lên đây ngồi á. Nó cũng nhớ bà nội lắm á. Trời nó ui ui góc đó lên ha. Nhưng mà mình cũng có sô lai chứ bên phục là mưa. Hồi sáng thì mưa lâm râm chút xíu à. Nhưng mà thời tiết thì nó lạnh. Lạnh mà. Trời ơi mình đây á. Trời ơi. Nè con cười đi. Rồi con Mizu và bà nội đi cho ông bà cô chú coi nè. Nè Mizu giỏi chưa. Hôm nay là bé chưa khoe bà nội với ông bà cô chú nè. Hôm nay nịnh bà nội ghê gớm luôn á. Đi ra ngoài đường cũng nếm tay, lên xe cũng ngồi gần. Đây là sắp bánh đa nem. Mình gói bánh đa này á, nó làm từ mặt mía nè, bột gạo nè. Và đặc biệt không có chất bảo quản ở trong đây ha. Và không có hàng the luôn. Cái bánh tráng này á, quý vị á, khi mua về và đọc trên cái miếng giấy, người ta ghi trên bao bọc á, và có ghi cái ngày sử dụng và mình bảo quản như thế nào đó. Thì cái bánh tráng này á, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng tầm 1 tháng. Và ở trong ngăn đông á, là vô thời hạn ha. Và bánh tráng này khi mình mở ra đó, mình sẽ gỡ ra từng lớp như vậy. Và một sắp bánh tráng như vậy á, có số lượng là 100 miếng.
Và trọng lượng cái sắp bánh tráng này là 500g ha quý vị. Và mỗi khi mình lấy từng lớp bánh tráng ra đó thì rất là dễ dàng. Và bánh tráng này để cuốn cho nó được dẻo á, thì Thảo sẽ thoa lên một lớp nước nha quý vị. Đó, một lớp nước mỏng như vậy. Rồi mình sử dụng cái muỗng này ha, mình múc cái nhân nem vào, nhân chả giò đó. Thì Thảo không có chia sẻ cách làm nhân chả giò ha. Mình lấy khoảng một muỗng canh nhân cho vào trong cái bánh đa nem này nè. Rồi mình cuộn tròn lại. Và quý vị, sau khi mình cuộn xong á, thì Thảo sẽ đưa cái mí bánh nằm sát xuống với cái dĩa thì nó sẽ không có bị bung ra ha. Khỏi cần mình chét cái gì để cho nó dính. Và Thảo sẽ làm tiếp cái thứ hai cho quý vị xem nha. Bánh đa nem này đặc biệt mình chiên để nguội nó vẫn giòn ha. Nó giòn cũng khá là lâu luôn á. Và nó không có bị thấm dầu nha quý vị. Không hề thấm dầu vào trong nhân luôn. Và mình gói kiểu nào nó cũng không có vỡ bánh tráng ra. Muốn gói bánh tráng cho thật nhanh thì mình sẽ gỡ cái bánh đa này ra một lúc. Rồi mình sẽ cuốn nem. Như vậy nó sẽ nhanh hơn là mỗi cái mình gỡ rồi mỗi cái mình cuốn. Nè quý vị xem nè, nó rất là dẻo luôn. So với bánh tráng trong Nam của mình á, thì nó rất là dẻo ha. Còn bánh tráng trong mình á, thì nó hơi giòn một tí. Giờ Thảo sẽ bắt lên cái chảo và cho vào khoảng tầm là gần một lóng tay dầu thôi. À, cái này đặc biệt á, mình chiên nem rất là ít tốn dầu. Và cái phần chả giò nè, mình đã cuộn xong rồi. Và Thảo sắp vào ha. Và mình sắp cái mí mà mình xếp á, mình đưa xuống dưới đáy chảo trước. Thì khi mà đụng nóng á, nó sẽ dính vào trong cái cuốn chả nem luôn. Cho nên quý vị nè, thấy không? Nó không hề bung cái chả giò ra. Rồi nó vàng một mặt thì mình chở một mặt ha. Và Thảo chiên chả giò ở lửa trung bình cao. Và phần chả giò sau khi mình chiên được cái màu sắc như vậy á, là nó đã đạt rồi đó. Và cái phần chả giò mình đã chiên hoàn tất rồi nè quý vị. Đó, giờ Thảo sẽ bẻ ra cho quý vị xem ha, cái độ giòn nè. Rất ư là giòn luôn. Lúc này á, bánh nó hơi nguội rồi đó, mà nó vẫn giòn. Thảo bẻ cuốn chả giò ra nè quý vị xem, không hề có một chút dầu nào thấm vào trong đó luôn á. Cái bánh đa nem khi mình cắn vào á, nó giòn rụm và giòn tan luôn á. Ăn rất là ngon. Nếu như quý khách nào ở Pháp cần cái bánh đa nem này thì hãy liên lạc với Thảo nha. Bây giờ video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn quý vị đã xem video.